cần cụm cụm xe thôi. Chơi thôi, không có chỉ nấu ăn, không phải là chuyên gia nấu ăn. Thịt bò người ta xây sẵn rồi không? Cho cái đường chắc phải cho ăn tí nước mắm, không phải quảng cáo nước mắm cho cái hiệu đây đâu nha. Mình làm ấy thôi mà.
mình phải là mở cái gì đi mà. Rồi thì bà xong. Chúng em mình cho sốt vào là bỏ vào bát tờ. Bây giờ thì bò mình xào xong. Ngay này cái sốt để dùng để ăn pasta. Mình mua sẵn. Mình cho vô này. Một người ăn á thì như này được rồi. Xong. Bỏ vô cái chung cái thịt bò này đấy. Là sao? Cái pasta này á là bỏ ra đĩa rồi. Màu xanh là vì nó có loại màu vàng là vàng trứng. Còn màu xanh này á là người ta giả cái rau mà Vagina đó, rẻ nó lấy cái nước màu xanh người ta trộn vô cái mì này nên nó ra màu xanh. Nó giống như mình làm một số bánh gì mà hay bánh ít nè, hay là làm cái gì mà cần mùi dứa người ta giả lấy dứa bỏ nè, nó màu xanh. Ơi, xong rồi. Rồi mình bỏ vô cái mì. Đừng nhìn không? Cái này đừng nhìn. Anh cho cái gì? Đừng nhìn đâu lát.